Quang Linh cùng đàn con nuôi làm một việc gây xúc động tại Angola, Lindo, nơi con vắng mặt gây tranh cãi. Mới đây, trên trang cá nhân, Quang Linh vừa đăng tải đoạn clip tổ chức sinh nhật do anh cả, cậu bé con trai nuôi tại nhà tình thương Angola. Trong đó, anh cùng các con phối hợp nhịp nhàng trong việc trang trí cho buổi tiệc nhỏ. Các đứa trẻ học bố nói rõ từng chữ, chào các bạn. Được biết, nhân dịp cậu bé tròn 15 tuổi, Quang Linh quyết định làm một điều thật ý nghĩa cho con. Ngoài trang trí, Quang Linh còn tự mình đặt bánh kẹo, bánh sinh nhật cho con. Nhìn hình ảnh chàng trai trẻ chăm chút cẩn thận cho bữa tiệc khiến nhiều người thích thú. Sau một thời gian chuẩn bị, Quang Linh và các con đã cùng nhau nhập tiệc. Cả nhà quây quần trò chuyện thân mật và ấm cúng nhân ngày đặc biệt. Tại đây, cậu cả nhà Quang Linh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bố nuôi và mọi người. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều thích thú trước tình cảm của Quang Linh dành cho các con. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ nếu có Lôi Con và Linh được xuất hiện trong buổi tiệc này thì chắc chắn sẽ rất vui. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đây là buổi tiệc riêng của Quang Linh và đàn con nuôi thì sự vắng mặt của Linh Đồ, Lôi Con là điều dễ hiểu. Ngoài ra, hiện tại, đông đảo khán giả cũng đang mong đợi ngày Quang Linh cùng team Châu Phi về Việt Nam như hứa hẹn. Điều mọi người mong đợi nhất có lẽ là khoảnh khắc nam YouTuber gốc Nghệ An hội ngộ cùng bạn gái tin đồn là Hoa hậu Thùy Tiên. Thời gian gần đây, Quang Linh Vlog và Thùy Tiên là chiến thuyền sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Không chỉ khán giả và đến bạn bè người thân của cả hai cũng nhiều lần tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi khiến dân tình thích thú. Từ Châu Phi sang Việt Nam, thậm chí ngay cả đài truyền hình quốc gia cũng nhiều lần có động thái tích cực ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc. Không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà ở tận Hàn Quốc cũng có fan chèo thuyền của Thùy Tiên, Quang Linh chứng tỏ sức hút cực khủng của cặp đôi. Theo đó, mới đây trong video du lịch Hàn Quốc được Thùy Tiên đăng tải, dân tình bất ngờ chú ý được một chi tiết vô cùng đặc biệt. Cụ thể, khi đang đi dạo trên đường phố, Thùy Tiên bất ngờ được một fan Việt sinh sống tại Hàn Quốc nhận ra và đến xin chụp ảnh. Đáng nói fan nam này còn bất ngờ nhắc đến Quang Linh. Em đang đi trên đường thì nghe giọng chị nên nhận ra được gặp thêm anh Quang Linh nữa thì tốt quá. Trước câu nói đại thuyền của fan nam, Thùy Tiên sau đó bật cười ngại ngùng. Đoạn video của Thùy Tiên đăng tải nhanh chóng khiến dân tình vô cùng thích thú. Không chỉ người hâm mộ mà bạn bè, người thân Thùy Tiên, Quang Linh cũng nhiều lần có động thái tích cực gắn ghép cho cả hai. Cụ thể trong video livestream của một người bạn thân của Quang Linh, dân tình bất ngờ đặt câu hỏi cho Tuti, cháu trai Quang Linh rằng muốn tán tỉnh chú Linh thì phải làm sao? Đáp lại, cậu nhóc liền thật thà trả lời, chú Linh có cô Thùy Tiên rồi, làm gì mà tán được chú Linh? Con nít vốn không biết nói dối, chính vì vậy câu trả lời của cháu trai Quang Linh khiến hội đẩy thuyền cặp đôi lại được một phen rần rần. Mới đây, Quang Linh đã có buổi trò chuyện cùng khán giả của mình. Bên cạnh công việc, nam YouTuber cho biết đã lâu không dành thời gian tâm sự, giải đáp thắc mắc của mọi người. Thế nên, Quang Linh Vlog quyết định trò chuyện và trả lời những câu hỏi. Cùng Thùy Tiên trở thành cặp đôi được yêu thích trong thời gian qua, thế nên Quang Linh liên tục được dân tình đặt câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm hiện tại với nàng hậu. Đáp lại, Quang Linh lần đầu lên tiếng về chuyện tình cảm hiện tại của mình. Theo đó, nam YouTuber khẳng định vẫn độc thân và cho biết, thôi mọi người đừng hỏi về vấn đề yêu đương nữa, buồn lắm. Dù nói buồn là vậy, thế nhưng Quang Linh lại vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ, khiến cho người xem không khỏi thắc mắc. Khẳng định chuyện tình cảm không đi đến đâu, nhưng vẫn liên tục dành lời khuyên chuyện tình cảm cho mọi người, khiến Quang Linh ngay lập tức bị chọc ghẹo. Ế mà hay cho lời khuyên quá. Đáp lại, chàng trai xứ Nghệ cho biết người ế thì mới biết được những sâu sắc trong tình cảm thì mới khuyên được, chứ người mà yêu vào thì đâu nói được, yêu vào mù quáng rồi, làm gì còn tỉnh táo để nói những câu chuyện như này. Câu trả lời của Quang Linh như một cách ẩn ý việc bản thân anh chàng vẫn đang độc thân và chưa trong mối quan hệ chính thức nào. Thế nhưng các fan vẫn nhiệt tình đẩy thuyền, mong một ngày thuyền Quang Linh Thùy Tiên chính thức cập bến.